Chị ơi còn ngô không chị? Ngô em hết rồi anh ạ. Vâng, thế thôi ạ. Tôi chết rồi. Ví tiền của chị đâu mất rồi? Chị xem có rơi ở đâu không ạ? Không, làm sao mà rơi được, vừa nãy vẫn đây mà. Không lẽ là anh ta à? Bé ơi, cho chị gửi lại khoai nhá. Đằng nào chị cũng không còn tiền mua. Vâng ạ. Cảm ơn nhá. Vâng ạ. Này, anh kia. Đứng lại. Anh ăn trộm ví tiền của tôi đúng không? Tôi không. Chắc là có hiểu làm gì rồi. Trước khi anh đến ạ, ví tiền của tôi vẫn còn. Và sau khi anh đi thì ví tiền của tôi cũng mất luôn. Anh nghĩ thử xem tại sao nó lại như vậy. Tôi có biết gì đâu. Chắc chắn là anh làm rồi. Giả ví cho tôi mau, không cho gọi công an bây giờ. Ô hai cái cô này buồn cười nhỉ. Tôi đã bảo là tôi không lấy rồi cơ mà. Mà giả sử tôi có lấy thì tôi cũng không đi bộ thong dong thế này. Tầm này là tôi phải lên xe tôi chạy rồi chứ. Thì ai biết được với anh. Nhớ đâu đấy là chiêu trò của anh để anh qua mặt người khác thì sao. Mà lúc nãy mua đồ tôi thấy có một người đi qua. Anh ta đi nhanh lắm. Khả năng là anh ta lấy đồ của cô đấy. Bây giờ lại còn đổ lỗi cho người khác nữa à? Chắc chắn là anh. Chỉ có mình anh đứng cạnh tôi thôi. Ô, cô cứ khăng khăng bảo tôi ăn trộm. Thế cô có bằng chứng gì không? Bằng chứng thì là cái lúc anh đứng cạnh tôi thì tôi mất ví. Như thế chưa đủ à? Cô đi báo công an đi. Nếu họ tìm ra bằng chứng là tôi phạm tội thì tôi chấp nhận. Còn mấy cái bằng chứng vớ vẩn của cô á, đem đi lừa trẻ con à? Anh đứng lại. Anh có tật giận mình định chạy trốn đúng không? Tôi đang rất bận. Cô đừng làm phiền tôi nữa. Bao giờ cô tìm ra bằng chứng á thì bảo công an đến bắt tôi. Còn không á thì đừng làm phiền tôi nữa. Đồ trộm cắp, đồ xấu xa. Mày sao thế? Ta bị mất ví rồi. Sao lại bất cẩn thế? Đã báo công an chưa? Ta báo rồi, nhưng mà có khi là không tìm lại được đâu. Thôi, coi như là của đi thay người, lần sau cẩn thận hơn là được. Thế con khỉ ấy, chắc chắn là cái tên khốn khiếp để nó lấy của tao. Ô, thế là mày biết ai lấy à? Nhưng mà tao không bắt được tận tay, chỉ nghi ngờ thôi, thế nên là không dám hồ. Thế thì mày phải lôi nó lên công an ngay chứ. Ô, thế mày nghĩ là tao lôi được nó lên không? Thế sao lúc đấy mày không hô to lên để mọi người đến giúp mày? Tao không bắt được tận tay, nhưng mà cái thằng trai đứng cạnh tao một tí thôi là tao mất ví. Mày nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Thôi, đồ thì cũng mất rồi, mà buồn thì cũng không lấy lại được. Coi như là bài học cho mình. Ôi, đúng là cái lũ trộn khốn kiếp. Bao nhiêu nghề tốt đẹp không làm, lại đi làm cái trò đê tiện như thế. Đúng là đáng ghét. Bây giờ ra đường, 1m2, 4-5 tên trộm. Chỉ còn cách là ấy, phải tự bảo vệ lấy đồ đạc của mình thôi. Thế nhưng mà vẫn chán. Mai lại phải đi xem mắt. Mẹ mày lại mai mối cho mày à? Chẳng biết sao, cứ dục ta lấy chồng ở cái tuổi này chứ. Biết đâu ngày mai lại gặp được định mệnh của cuộc đời, coi như là vớt vát lại cái sự xui xẻo của ngày hôm nay. Không biết nữa, nhưng mà ta cũng chẳng hy vọng lắm. Tình yêu của mình á, vẫn tự đi tìm thì hơn. Thôi, phải có niềm tin vào cuộc sống nhá, cố lên. Đúng cái tên trộm ví rồi. Này, anh có trả ví cho tôi không? Hôm nay mà không trả lại không sao với tôi đâu nhá. Trùng hợp quá nhỉ. Lại gặp cô ở đây rồi. Thì ông trời có mắt cho tôi gặp anh để tôi đòi lại ví đấy. Anh có trả cho tôi không? Hôm nay mà không trả nhá, tôi sẽ hét toáng lên cho mọi người biết anh ở đó ăn trộm. Cô thông cảm, giờ tôi đang bận. Chuyển cô đi cho. Anh lại còn dám đuổi tôi cơ á? Sao trên đời này lại có cái tên trộm trơ trẽn như anh thế nhỉ? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không ăn trộm. Bao giờ cô có bằng chứng ấy thì cô cứ gọi công an lên bắt tôi. Còn nếu như cô cứ đổ oan cho tôi sẽ kiện cô tội vu khống đấy. Này, tôi nói cho anh biết nhá, đã đi ăn trộm rồi, bây giờ còn định dọa ngược lại tôi à? Anh kia đi. Cô chắc chưa? Anh định làm cái gì? Tôi hỏi cô chắc chưa ấy là để tôi gọi công an đến giải quyết. Một khi công an mà đã đến đây ấy thì cô chắc chắn bị phạt đấy. Vậy thì anh cứ gọi đi. Anh nghĩ là tôi sợ anh à? Anh gọi thật à? Thì cô bảo tôi gọi mà. Tôi gọi cho cô xem đấy. Đồ điên.
Alo, em đến rồi ạ. Anh đang ngồi ở đâu đấy ạ? Tôi ở bên này này. Bàn ngay ngoài cửa ấy. Anh... Là cô. Sao lại là anh nhỉ? Tôi còn tưởng là mẹ tôi may mối cho tôi một người là tốt lắm chứ. Hóa ra là tên ăn trộm. Nếu tôi biết đến đây gặp phải cô ấy thì tôi cũng không đến đâu. Này, anh nhìn lại cái mặt anh xem. Lại trộm cắp nhanh mà cũng đòi làm quen với tôi á. Cái mặt anh ạ, chỉ hợp với nhà tù thôi, anh có hiểu không? Đàn ông con trai sức dài vai rộng á, lại đi ăn trộm ví tiền của một đứa con gái yếu á, không biết nhục à? Cô xem lại, cô xem. Cô yếu đuối chút nào hả? Mở mồm ra là chửi người khác, mở mồm ra là đổ oan cho người khác ăn trộm, mà trong khi bản thân mình không có chứng cứ. Cô mới là người không biết nhục ấy. Này, anh cứ làm như anh oan lắm nhở? Oan cái nỗi gì? Oan thì bằng quả. Thôi, tôi không có thời gian ngồi đây tranh cãi với cô nữa. Cô ngồi đây, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, nhá. Này, này, lại còn bỏ đi trước à? Đồ điên! Nhung, dạ. Chị em đi gặp đối tác của anh nhá. Hả, vâng ạ. Sao lại là anh? Sao anh ở đây? Là cô đây à? Nhung, không được ăn nói linh tinh. Đây là anh Tuấn, chủ tịch tập đoàn IBA đấy. Anh thông cảm ạ, nhân viên của em không biết anh ạ. Anh ta là chủ tịch ạ? Đúng rồi, sao thế? Chắc cô nghĩ tôi đến đây để ăn trộm nhỉ? Dạ không, em không dám ạ. Anh và Nhung quen nhau từ trước rồi à? Nhân viên của anh bị mất phí, rồi đổi cho tôi lấy. Anh xem thế nào giải thích hộ tôi cái. Nhung, có chuyện này nữa à? Sao em dám làm như thế? Em nhầm thôi ạ. Mau xin lỗi chủ tịch Tuấn đi. Em xin lỗi anh ạ. Lời xin lỗi này tôi không nhận nổi đâu. Mong anh thông cảm ạ. Do nhân viên của em không biết nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy. Em sẽ dạy bảo lại nhân viên của mình ạ. Được rồi, ngồi đi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đây là bản hợp đồng bên em đã soạn sẵn. Anh xem giúp em với ạ. Trước khi bàn đến hợp đồng thì tôi có một điều kiện. À, dạ vâng, anh nói đi ạ. Tôi muốn cậu đuổi cô ta đi. Anh ơi, anh đừng đuổi em ạ. Anh ơi, em biết Nhung đổ oan cho anh như vậy là rất ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của anh. Nhưng mà vì thế mà đuổi nhân viên của bên em đi thì có hơi đột ngột ạ. Tức là cậu không đồng ý? Chuyện này em sẽ xử phạt Nhung thích đáng ạ. Hai người về đi, tôi không muốn bàn luận thêm gì nữa cả. Ok anh, mình có thể thương lượng phương án khác mà. Tôi không thích thương lượng. Này, anh quá đáng rồi đấy nhá. Kể cả tôi có đổ oan cho anh thì đấy cũng là chuyện cá nhân, còn đây là chuyện công ty, sao anh lại làm như thế? Anh tưởng em làm chủ tịch mà to lắm à? Nhung, em đừng có nói linh tinh. Cậu nhìn lại nhân viên của cậu đi. Mới thế thôi mà đã chửi tôi rồi. Có vẻ như là chưa biết hối lỗi lắm. Bây giờ hai người đi về suy nghĩ và quay lại gặp tôi sau nhá. Về đi. Vâng ạ. Em làm gì thế à? Em có biết là em vừa tự đạp đổ cơ hội của mình rồi không? Thì tại anh ta quá đáng ý, nên em mới nói lại thôi ạ. Em nghĩ là anh ấy quá đáng như thế thật à? Là sao ạ? Anh ấy chỉ đang thử em thôi. Vậy mà em chửi sơi sơi vào mặt anh ấy như vậy, thế là thành công cốc rồi đấy. Thử... anh ta thử em á? Chứ còn gì nữa. Sao em không biết nhỉ? Tại vì trong lòng em chưa thật sự biết lỗi. Nhưng mà em vẫn nghi ngờ là chính anh ta ăn trộm đồ của em. Ôi dồi ôi, em bị làm sao thế ạ? À? Với tài sản của anh ấy có thể mua cả công ty của mình, thì anh ấy trộm đồ của em làm gì? Anh ta giàu thế cơ ạ? Chứ sao nữa, em mau tìm cách mà xin lỗi anh ấy đi. Chuyện này nó do em gây ra, em tự tìm cách mà giải quyết. Nhưng mà...
Vào đi. Đây là cô đây à? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô nói đi. Đây là chuyện nghiêm túc, mong anh tập trung nghe cho. Tại sao tôi phải nghe theo yêu cầu của cô? Tôi đã nói với anh rồi, đây là chuyện nghiêm túc, anh phải nghe, anh nên nghe. Nếu như mà không nghe á, tôi sẽ làm loạn lên đấy. Thôi được rồi, cô nói thử xem nào. Anh ơi, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho lần này đi ạ. Em thề là em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh tha lỗi cho em đi, nhất định là em sẽ báo đáp anh. Cô định báo đáp tôi kiểu gì? Chỉ cần là anh đồng ý ký hợp đồng với công ty em, anh muốn gì em cũng đồng ý. Có thật không? Thật ạ. Nếu tôi bảo cô hẹn hò với tôi, thì cô có đồng ý không? Sao cơ? Hẹn hò á? Dù sao thì tôi với cô cũng được manh mối mà, nhỉ? Nhưng... Cô không muốn thì thôi. À không không không, em đồng ý, đồng ý ạ. Trông cô cứ có vẻ miễn cưỡng ấy nhỉ? Không không, em có miễn cưỡng đâu ạ. Em đang rất vui vẻ vì được hẹn hò với anh mà. Để tôi xem cô vui vẻ được bao lâu. Cô lau đũa lau thìa cho tôi đi. Ơ, này, đáng nhẽ ra là anh phải lau thìa lau đũa cho tôi đấy nhá. Thế nhưng mà tôi lại thích cô làm cho tôi cơ. Nào cũng có làm được không, để tôi đi vào đây. Của anh ạ. Vắt chanh cho tôi đi. Nhưng mà... Tôi đi vào đây. À, thôi được rồi. Ngồi im đấy. Họ đi là dọa. Anh chị ơi, anh chị mua cho em gói kẹo cao su với ạ? Cảm ơn chị, tôi không ăn kẹo cao su. Chị, cho em một gói. Của chị 10.000 ạ. Vâng. Đây, em xin ạ. Mà chị ơi, chị đi bán hàng sớm thế, chị ăn sáng chưa? Em chưa ạ. Thế ngồi xuống đây, ăn sáng cùng em mời. Thôi ạ, chị mua đồ cho em là tốt lắm rồi ạ. Chị không phải ngại đâu, chị cứ ngồi xuống đây ăn đi, em mời chị mà. Cảm ơn chị ạ, nhưng mà em phải tranh thủ đi bán hàng một tí. Em chúc chị ngon miệng nhá. Vậy em chúc chị bán đắt hàng ạ. Anh nhìn gì tôi ghê ấy? Đâu, tôi có nhìn cô đâu. Lại còn cãi. Thôi ăn đi, muộn hết rồi này. Này, lái xe của anh đâu? Xe của anh đâu mà anh phải gọi tôi? Tôi với cô đang hẹn hò mà. Hẹn hò thì anh phải đến đón tôi chứ. Đàn ông con trai thế à? Thế thôi, tôi không đi nữa nhá. Ê, đi, đi. Anh đừng đến làm gì, đội mũ vào đi. Cô phải đội cho tôi chứ. Anh không muốn tẻ à? Thế thôi, tôi không đi nữa nhá. Đội. Làm sao này? Anh xuống xe đi. Cô có sửa được xe không đấy? Anh nghĩ tôi là thần tiên đấy à? Mà cái gì cũng biết làm. Đây. Thế cô dắt xe đi sửa đi. Tôi bắt taxi về trước. Này. Anh có còn là con người được không đấy? Sao thế? Định chửi tôi à? Chửi đi. Này nhá. Anh là cái đồ. Đồ gì? Thôi, tôi chẳng thèm chửi anh, chửi làm gì. Thôi anh đi về đi. Là cô bảo tôi về đấy nhá. Đúng ý anh mà, anh cứ về đi. Bye bye. Hẹn cô vào một buổi hẹn hò khác. Đúng là đồ đáng ghét. Thế mà cũng đi thật à? Alo.
đây có phải dịch vụ sửa xe lưu động không nhở? Nhung. Dạ. Chuyện em và anh Tuấn giải quyết thế nào rồi? À, em vẫn đang cố gắng ạ. Em làm gì thì làm nhanh đi. Nhiều bên nó cũng đang rình mò cái hợp đồng này lắm đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Mà sao trông em mệt mỏi thế? Thì tại cái tên đáng ghét đấy làm em ức chế, em mất ngủ ạ. Thôi, chịu khó nhá. Sau đợt này anh sẽ cho em nghỉ phép. Vâng. Alo. Alo. Cô nghỉ chưa chưa? Rồi. Qua đón tôi đi ăn đi nhá. Không đón thì thôi vậy. Thôi được rồi, anh đợi tôi một lúc nha. Cô đi cũng nhanh đấy nhở. Sao cơ? Sao lại bị tai nạn? Tại anh đấy. Tôi xin lỗi. Cô còn đau không? Đau, đau lắm ạ. Tôi xin lỗi mà. Đáng nghĩ ra tôi không nên gọi cô đến. Nếu như mà anh hối lỗi như vậy thì anh đồng ý ký hợp đồng đi. Giờ này mà cô còn nghĩ đến chuyện đấy à? Ôi, bây giờ mà anh không đồng ý á là tôi không khỏi được đâu, nằm viện mãi đấy. Được rồi, tôi đồng ý. Thế nhưng mà tôi có một điều kiện. Thì anh nói đi. Cô phải tiếp tục hẹn hò với tôi. Anh thích tôi à? Ai bảo cô thế? Đừng có chối. Đừng tưởng là tôi không biết. Vậy cô đồng ý điều kiện của tôi nhé. Thì tôi cũng đâu có sự lựa chọn nào khác đâu.